Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Long Khánh mới đây đã có buổi làm việc về thực hiện xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa đối với ban quản lý dự án thành phố. Theo báo cáo đánh giá trong việc xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã triển khai tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả tích cực, tổ chức tốt các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, gia đình cán bộ viên chức đạt gia đình văn hóa. Trong đó 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập, nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các quy định của ngành, địa phương. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị ban quản lý dự án cần phối hợp tốt công đoàn, phát huy vai trò trách nhiệm đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào nội dung tiêu chí về xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14 tháng 10 1930, 14 tháng 10 2023, Hội nông dân phường An Hòa, thành phố Biên Hòa đã tổ chức đoàn tham quan về nguồn tại khu tượng đài, đền thờ và nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tại nơi đến thăm, các cán bộ hội viên nông dân đã tham quan, tìm hiểu lịch sử và thành kính dân hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chuyến tham quan về nguồn là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ công lao của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Hôm qua, Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2023. Dự buổi khai mạc có các đồng chí trong ban chỉ đạo lớp tập huấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và hơn 100 học viên là cán bộ, giảng viên nhà trường. Trong 5 ngày, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được bồi dưỡng kiến thức về giáo dục học đại học thế giới và Việt Nam, tâm lý, kỹ năng, lý luận dạy học đại học, đánh giá trong giáo dục đại học, nâng cao chất lượng tự học, sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại huyện Nhân Trạch, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao hai nhà đồng đội cho hai quân nhân đã công tác tại đơn vị có hoàn cảnh gia đình khó khăn là Đại úy Nhữ Mai Anh, nhân viên kho 862 và Thiếu tá Nguyễn Xuân Thưởng, nhân viên trạm 93. Hai căn nhà được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2023. Với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con hàng xóm, đến nay các ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ và được xây dựng kiên cố trên phần đất của hai gia đình quân nhân, trong đó quỹ Vừ A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu trao tặng cho mỗi gia đình 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tự đóng góp. Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của đơn vị để cán bộ nhân viên luôn an tâm công tác, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ tặng nhà tình thương cho gia đình ông Trần A Sám, ngụ ấp 3 xã Thanh Sơn, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại địa phương. Căn nhà được xây dựng trên nền đất thổ cư của gia đình với kết cấu tường xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men, gồm hai phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và công trình phụ có tổng trị giá hơn 150 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Children Are Innocent hỗ trợ trao tặng. Đây là căn thứ 115 mà nhóm xây tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Dịp này, đại diện nhóm còn tặng cho gia đình một số phần quà để mừng nhà mới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật đầu giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.